Vũ Hà hiếm hoi đăng ảnh vợ, 30 năm hôn nhân không con vẫn hạnh phúc, tiết lộ hôn nhau mỗi ngày. Ở tuổi 55, Vũ Hà hiện có cuộc sống thoải mái với sự nghiệp thành công, được nhiều khán giả yêu mến cũng như có hôn nhân tuy kính tiếng nhưng viên mãn kéo dài hơn 30 năm qua. Trên trang cá nhân, dòng ca búp bê Giao Mi Ao vừa hiếm hoi cho bà xã lên sóng và nhanh chóng thu hút dân tình quan tâm. Theo đó, Vũ Hà khoe ảnh chụp cùng vợ và người thân trong gia đình. Cả nhà cùng diện trang phục trắng trẻ trung, gương mặt lộ rõ niềm hạnh phúc một chi tiết thú vị là vũ hà còn trẻ trung bắc trên đang được nhiều genji yêu thích anh sử dụng phần mềm chỉnh sửa khiến cả nhà nhảy theo một bài hát có giai điệu sôi động gia đình nhà em đu trang nam ca sĩ hài hước chia sẻ bên dưới bài đăng nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú khi vũ hà rất hòa nhập với genji ít khi nào bỏ sót trang đang được nhiều bạn trẻ yêu thích trong nhà chắc ngoại là trồng công nghệ đai áp các thứ quá ngoại giỏi công nghệ thế gia đình ngoại xinh tươi nhảy cuốn quá chừng Ngoài ra, nhiều người còn bất ngờ khi Vũ Hà hiếm hoi cho bà xã lên sóng trên Facebook của anh. Trước đó, nam ca sĩ từng chia sẻ, vợ chồng anh hiếm khi công khai đăng ảnh lên mạng xã hội vì không muốn bị soi mói. "Vợ chồng tôi, Facebook của ai thì người đó dùng. Vào các dịp đặc biệt như kỷ niệm hay sinh nhật vợ tôi mới đăng bài chúc mừng. Tôi không muốn chia sẻ quá nhiều, sợ bị soi mói, bàn tán sẽ không hay." Vũ Hà và vợ là Huyền Vân đã có hơn 30 năm bên nhau. Năm 2013 nam ca sĩ lần đầu công khai người phụ nữ của đời mình. Thời điểm đó, cặp đôi đã bên nhau hơn 20 năm. Chia sẻ về mối duyên với vợ, Vũ Hà cho biết cả hai bắt đầu từ tình đồng nghiệp vì vợ anh từng là ca sĩ. Dần dần, mối quan hệ của hai người chuyển sang tình yêu rồi thành vợ chồng. Vũ Hà tiết lộ, thời điểm đến với nhau là anh 24 tuổi, còn vợ 32 tuổi. Sau 30 năm bên nhau, tuy không có con vì vấn đề sức khỏe nhưng cả hai hiện rất hạnh phúc, bền chặt đáng ngưỡng mộ. Nam ca sĩ yêu vợ vì cô là người tử tế hiền lành và rất tôn trọng chồng. Trong một chương trình, Vũ Hà từng tiết lộ anh có thói quen làm 10 đồng thì mang về cho vợ 8 đồng. Ngoài ra, cả hai phun đáp hạnh phúc mỗi ngày từ những điều nhỏ nhặt như thường xuyên nói những lời yêu thương, hôn vợ trước khi ra khỏi nhà. Tôi luôn yêu thương vợ và không bao giờ có tư tưởng bỏ vợ để đến với ai khác. Dù có chán cách mấy, tôi cũng cố gắng âm nóng tình cảm bằng nhiều cách, chẳng hạn như đi xem phim, đi du lịch nước ngoài. Năm ca sĩ chia sẻ